Chương 1579, quá kiêu ngạo. Trần Băng Du nghe được cuộc đối thoại của hai người cũng quan tâm tới, vì cô cũng rất muốn biết vừa rồi Diệp Mặc giống như là khua chiêng phi hành qua đây là rốt cuộc vì cái gì. Bởi vì hắn vừa rồi là đuổi theo giết Vô Ảnh Kiêu. Vừa rồi hẳn là lũ Vô Ảnh Kiêu kia đánh lén hắn, khiến hắn tức giận mà quay ra truy sát ngược đám Vô Ảnh Kiêu đó. Vọng Nghị nhìn Vương Thuần rồi nói: "Cái gì?" Vương Thuần ngẩn người. Ở hỗn độn tinh vực này có người truy sát Vô Ảnh Kiêu hay sao? Như vậy thì phải là kẻ kiêu ngạo cỡ nào, không ngờ mình lại đi tìm một người như vậy mà đánh nhau. Trần Băng Du ngây ngẩn người, không ngờ Diệp Mặc vừa rồi là đuổi theo giết Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu là thứ có thể truy sát sao? Đây là chuyện mà Trần Băng Du lần đầu nghe thấy. Có cảm giác bí mật trên người Diệp Mặc càng ngày càng nhiều. Và lúc này là cô thậm chí muốn hỏi một chút xem Diệp Mặc có hay không tiên đan sư. Nếu Diệp Mặc thực sự là tiên đan sư, cô cũng muốn giao gốc lục dực tử tinh trong tay để hắn luyện đan. Biết Diệp Mặc có thể truy sát Vô Ảnh Kiêu thì Vương Thuần hoàn toàn không có tâm tình, thậm chí tâm tư báo thủ tắt ngấm. Huống chi vừa rồi Diệp Mặc cũng không chém tận giết tuyệt với y, dù y lợi hại cũng chẳng thể lợi hại hơn Vô Ảnh Kiêu ở hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc lúc này đứng ở phía đối diện hồ nước kia, bốn cái gốc lục dực tử linh mọc chen chúc trong hố nhỏ, cạnh bên người là một cái ránh để cho một cái dòng nước nhỏ chảy qua. Thấy ránh nước, Diệp Mặc lập tức hiểu vì sao bốn cái gốc này có thể xuất hiện. Ở đây hẳn là có trận pháp ẩn nấp của thiên nhiên, một dãy đá ngầm bên ngoài hẳn bị cái rãnh nước kia chảy qua xói mòn dần theo thời gian. Kết quả thần thức tu sĩ đã quét được bốn gốc lục dực tử linh. Diệp Mặc cẩn thận đào bốn gốc này lên, lập tức là cảm nhận linh khí cực kỳ tinh khiết và lồng đậm bên dưới. Diệp Mặc xoa tay vươn tới, lập tức là một cái dòng nước nhỏ mắt lạnh như băng là uốn lượn quanh ngón tay hắn. Lòng Diệp Mặc lúc này chấn động mãnh liệt, hóa ra chỗ này vốn là một loại ẩn băng tiên tuyển hạ phẩm. Các loại tiên tuyển rất nhiều, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Các loại tiên tuyển bình thường, còn có tiên tuyển thuộc tính bao gồm là ngũ hành tiên tuyển, các loại băng phong lôi tiên tuyển. Ngoài ra còn có cả ẩn tiên tuyển. Mà ẩn băng tiên tuyển là sự kết hợp giữa ẩn tiên tuyển và băng tiên tuyển. Ẩn tiên tuyển sở dĩ tốt và bị đông đảo tiên nhân truy tìm vì độ tinh khiết của ẩn tiên tuyển rất cao, hấp thụ tốc độ khi mà luyện tu luyện và mức độ hấp thụ cũng hoàn hảo. Một cái loại ẩn băng tiên tuyển hạ phẩm thậm chí so với một đạo tiên tuyển thượng phẩm còn tốt hơn một chút bởi nó tinh khiết. Nhưng ẩn tiên tuyển này có đặc điểm là không thể di rời, phải tu luyện tại chỗ. Một khi di rời trực tiếp trở thành tiên tuyển bình thường, chỗ tốt giảm xuống. Diệp Mặc khôi phục tâm tình kích động, thu lấy bốn gốc lục dực tử linh, sau đó ném xuống một trận bàn ẩn nấp. Ẩn tuyên tuyển vốn là tự thân ẩn giấu, nhưng Diệp Mặc không vẫn là muốn thêm một cái trận bàn ẩn nấp cho chắc. Chỉ khoảng nửa khắc, Diệp Mặc lần nữa rời khu vực hồ nước. Trần Băng Du và Vọng Nghị lập tức tiến tới. Khi Diệp Mặc lấy ra hai gốc lục dực tử linh cấp cho Vọng Nghị, một gốc cho Trần Băng Du mới thu hồi một gốc cho mình. Vọng Nghị cũng đưa cho Vương Thuần một gốc lục dực tử linh, sau đó ôm quyền với Diệp Mặc: "Đa tạ Diệp huynh, nếu Diệp huynh không có tính toán chi bằng chúng ta kết bạn cùng tiến vào sâu hỗn độn tinh vực." Thân thủ Diệp Mặc khiến Vọng Nghị bội phục. Nếu có thể liên thủ cùng Diệp Mặc thì tuyệt đối không bỏ qua. Trần Băng Du thu được một gốc lục dực tử linh cũng không lập tức rời đi mà đứng bên chờ. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền: "Vọng huynh, hiện tại tôi không thể đi cùng với anh. Vừa rồi tôi ở đối diện thấy được một cái tiên tuyển hạ phẩm, tôi muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn." Diệp Mặc biết việc mình tới hồ nước kia không thể lừa gạt được ai, nên trực tiếp nói thẳng ra. Thế là hắn không hề nói thẳng là có ẩn băng tiên tuyển, vì nói không chừng sau khi nói ra là một hồi tái chiến. Vọng Nghị cũng biết Diệp Mặc chủ động đi thu thập mấy gốc lục dực tử linh là vì tiên linh vật. Hiện tại Diệp Mặc thản nhiên nói vậy, lòng cảm thấy thoải mái. Một cái tiên tuyển hạ phẩm dù không tệ, nhưng không đáng để y cùng Diệp Mặc tranh đoạt. Y thấy Trần Băng Du đứng bên cũng là ôm quyền: "Đã vậy tôi đi trước, nói không chừng chúng ta có cơ hội gặp ở hỗn độn tinh vực." Nói xong y cùng Vương Thuần nhanh rời khỏi. Băng Du sư tỷ, đã tạ cô một lần nhắc nhở và một lần cứu mạng. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du không rời đi liền là cảm tạ. Trần Băng Du cũng biết Diệp Mặc vì sao lại nói một lần cứu mạng. Lần trước qua hư không thiên vực cũng không thể nói là ân cứu mạng, lần đó là tự mình vượt
Diệp Mặc vượt qua hư không thiên vực tới tinh vực vẫn thạch. Không cần. Sau khi Trần Băng Du nói hai chữ, lập tức không nói tiếp, vẫn không hề rời đi. Diệp Mặc kỳ quái, cái anh chàng Hải Xuyên Vũ kia đâu? Sao lại là không thấy y ở bên cạnh cô? Cô gái này không tiếp tục ở đây nhỉ? Băng Du sự tỉ, nếu cô không có chuyện gì thì tôi muốn tu luyện. Vừa rồi tôi tìm được tiên tuyển hạ phẩm. Diệp Mặc nhắc nhở, nhưng Trần Băng Du không hề cất bước. Vậy thì hắn tu luyện thế nào? Sau khi cô rời đi thì hắn còn muốn bố trí trận bàn ẩn nấp và trận bàn phòng ngự, thậm chí bố trí trận bàn công kích. Nói cách khác, ở nơi này tu luyện lộ thiên thì hắn chưa có gan lớn thế vậy. Trần Băng Du thấy như vậy cũng hiểu Diệp Mặc đang muốn đuổi khách, cũng không thể làm gì khác chủ động. Diệp đan sư, khi còn ở đại điện cực kiếm môn, anh và tên công tôn Trì Ngọc tỷ thí luyện đan, anh nói rằng anh là tiên đại sư tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc nghe thế hiểu được ý Trần Băng Du, cô chắc chắn là muốn mình giúp luyện chế tuyết dực đan. Nếu là lúc trước Diệp Mặc sẽ đồng ý không do dự, bởi vì Trần Băng Du từng cứu hắn. Hiện tại là một đại sư tiên đan tứ phẩm, dù không thể luyện chế được tuyệt dực đan tiên đan ngũ phẩm, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần mình tìm nhiều linh thảo cấp 5 trong hỗn độn tinh vực, sớm muộn cũng là luyện chế được tiên đan ngũ phẩm. Nhưng khi thấy Tự Tại Vương, cách suy nghĩ Diệp Mặc cũng chuyển biến lớn. Hắn cho rằng mình hiện giờ chưa bị phát hiện bởi vì tu vị hắn còn quá thấp. Hơn nữa tiếp xúc tu sĩ cấp thấp khác, nếu lộ ra mình là đan sư, đại sư tiên đan, lập tức nhiều tiên nhân thậm chí vị tiên tìm hắn. Nếu là vậy thì hắn khó giữ được bí mật. Lúc này hắn thậm chí hối hận vì trợ giúp Phong Mạch Thuần luyện đan. Đáng tiếc là hắn giúp Phong Mạch Thuần luyện đan còn chưa gặp Tự Tại Vương. Nếu là gặp Tự Tại Vương trước đó thì dù có thèm muốn nê niên của Phong Mạch Thuần hơn nữa thì cũng không thể giúp cô luyện đan. Cho nên Trần Băng Du nói lời này, Diệp Mặc căn bản không do dự mà cự tuyệt. Băng Du sư tỷ hẳn đã biết là do tôi cố ý nói vậy. Cái tên công tôn Trì Ngọc kia là tình địch của tôi, đương nhiên là muốn hạ thấp mặt mũi y. Nếu tôi thực sự là tiên đan sư tứ phẩm thì tôi cứ nói thẳng với trang niệm mà là được, cần gì tốn thời gian tỉ thí. Trần Băng Du nghĩ cũng thấy đúng, nếu Diệp Mặc là tiên đan sư tứ phẩm vậy còn cần tỉ thí sao? Thật không cần thiết. Trưởng môn biết con rể mình là tiên đan sư tứ phẩm, hợp tác vào còn không kịp sao còn không đồng ý. Trần Băng Du thất vọng thở dài một hơi. Công Tôn Ân là tiên đan ngũ phẩm, nhưng mà dù vậy Công Tôn Ân muốn chế tuyết dược đan phải vướng vào vấn đề tỷ lệ luyện chế thành công, mà cô chỉ có một gốc lục dực tử linh. Hơn nữa dù là muốn tìm Công Tôn Ân luyện đan cũng phải là sư phụ hoặc là trưởng môn đứng ra nhờ vả, bản thân mình có lẽ không có tư cách ấy. Đã như vậy tôi xin cáo từ. Trần Băng Du nói xong ôm quyền chào Diệp Mặc rời đi. Cứu tuyệt một người từng cứu mình khiến lòng Diệp Mặc xấu hổ, nhưng cũng không thể vì hổ thẹn mà hứa hẹn giúp người ta. Đây là chuyện tình quan hệ đến mạng của hắn. Phong Mạch Thuần thì biết chuyện trước rồi, hiện tại nếu thêm một người biết thì thêm phần nguy cơ. Dù cho Trần Băng Du không phải là người nhiều chuyện, hắn cũng không dám chắc điều gì. Sau khi Trần Băng Du xoay người đi được khoảng 10 mét, bỗng nhiên lần nữa quay đầu hỏi một câu mơ hồ: cậu có phải luyện thể tiên nhân không? Việc này Diệp Mặc cảm thấy không cần giấu giếm. Khi hắn và Vương Thuần đánh một trận, hắn tin Trần Băng Du và Vọng Nghị nhìn ra hắn là luyện thể. Không sai, tôi là tu sĩ luyện thể nhưng chưa phải luyện thể tiên nhân. Diệp Mặc gật đầu, luyện thể có sau khi niết bàn mới có thể luyện thể tiên nhân. Cũng giống nhiều người nói, tu luyện tới đại tiên mới là tiên nhân, mà tu vị dưới đại tiên chỉ là tu sĩ thường, bất quá hiện tại dù là hư tiên cũng là tự xưng tiên nhân. Vậy công pháp luyện thể cậu từ đâu mà có? Trong mắt Trần Băng Du lập tức sáng người lần nữa hỏi. Diệp Mặc còn tưởng rằng cô sẽ hỏi mình tu luyện tới cảnh giới gì, không ngờ cô ấy hỏi công pháp luyện thể từ đâu mà có. Diệp Mặc trả lời không do dự: trong một lần do dự tôi tìm được miếng ngọc giản, trong ngọc giản có công pháp luyện thể. Trần Băng Du lần này không hề chần chờ lập tức nói: vậy công pháp luyện thể của cậu có thể phục chế cho tôi một bản sao không? Cần bao nhiêu tiên tinh cậu cứ nói, nếu tiên tinh trên người tôi không đủ thì cậu có thể cho tôi trước một phần công pháp, chờ sau khi trở lại môn phái tôi trả nốt tiên tinh, cậu mới giao cho tôi phần còn lại. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Trần Băng Du, một cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ muốn luyện thể. Dáng người của cô gái này có mấy cô có thể so sánh được, nếu luyện thể thì quang cảnh gì đây? Tu vị luyện thể Diệp Mặc tới giờ thì sao không biết việc luyện thể cần là lõa thể hoàn toàn, luôn đối mặt sinh tử hoàn cảnh ác liệt. Trần Băng Du nếu mà tu luyện luyện thể thì phải cũng như vậy hay không? Diệp Mặc bỗng cảm giác bản thân quá vô sỉ.
Chỉ là một chuyện thôi mà suy tưởng nhiều như vậy khiến hắn vô thức vỗ trán một cái. Xem ra bản thân mình muốn được cùng cái đám tố tố rồi, hay cả một mỹ nhân băng lãnh cũng có thể liên tưởng. Thấy Diệp Mặc nhìn mình không nói câu nào, chỉ đưa tay vỗ trán thì chân băng dù nhíu mày nói: nếu không được thì quên đi. Đương nhiên là cô có thể, nhưng cô từng cứu mạng tôi một lần. Nếu tiên tinh thì tôi không cần. Công pháp luyện thể của tôi chỉ là tu luyện tới tiên linh thể sơ kỳ, phần sau thì không có. Lần này Diệp Mặc là thật, vì hắn mới là chỉ có thể diễn sinh công pháp luyện thể của hắn tới tiên linh thể, không thể diễn sinh phần sau. Trong mắt Trần Mặc dù lộ vẻ kinh hỉ cực độ, công pháp luyện thể tốt tiên giới này không có nhiều, không ngờ Diệp Mặc có công pháp luyện thể tới tận tu vị tiên linh thể sơ kỳ. Trong 1580, nhục dục trong mắt nữ nhân. Tôi muốn bộ công pháp đó. Trên mặc dù không chút do dự nói ra, Diệp Mặc luyện được mức độ này hiển nhiên là công pháp luyện thể không phải tầm thường. Có thể tu luyện luyện thể tới tiên linh thể sơ kỳ, với Trên Bằng Dù mà nói đã đủ. Ở tiên giới này luyện đến luyện thể tiên linh thể mấy người chứ? Diệp Mặc gật đầu lấy một cái miếng ngọc giản trống không, ghi khắc công pháp luyện thể chính mình. Loại công pháp luyện thể không có đầy đủ mà có thể cấp cho người khác để trả ơn cứu mạng cũng coi như đáng giá. Về phần công pháp luyện thể sau tiên linh thể không phải Diệp Mặc không thể diễn sinh ra, mà hắn muộn đợi sau khi bản thân luyện tới tiên linh thể mới tiếp tục diễn sinh. Như vậy bản công pháp này trở nên càng hoàn thiện hơn. Diệp Lan Sư đa tạ cậu, môn công pháp này cần bao nhiêu tiên tinh? Trên Băng Du tiếp nhận công pháp Diệp Mặc đưa cho, túy liếc một chút nan lòng đại hỉ. Cô là người của một đại môn phái nên công pháp Diệp Mặc đưa cô vừa biết nó không hề tầm thường. Diệp Mặc khoát tay: tôi nói rồi, bản công pháp luyện thể này là để trả ơn cứu mạng của cô. Về phần tiên tinh thì không cần, nhưng nếu có lần giao dịch khác tôi nhất định thu tiên tinh. Trần Mặc Dù cẩn thận thu hồi ngọc sản, khom người thi lễ với Diệp Mặc: Diệp sư đệ đà tạ cậu. Đây là lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là sư đệ. Hiển nhiên đối với Diệp Mặc cho cô bản công pháp này khiến cô cảm kích. Nói xong cô lại thấy Diệp Mặc không muốn nói gì, cô chủ động lên tiếng: Diệp sư đệ không nói đến việc niệm mân mạch thuần đều là cô gái thiện lương, hơn nữa đạo lữ song tu coi như là tính mệnh chi tu, nếu chuyện xảy ra thì là tự mình hại mình. Diệp Mặc không biết nói gì, chỉ vỗ cái đầu nói: cô nói qua một lần rồi, tôi đã biết. Thấy Diệp Mặc thấy bộ dáng khó chịu, Trần Mặc Dù là thở dài nói tiếp: Diệp sư đệ tuổi cậu không lớn, bản lĩnh không chỉ là vô cùng nghịch thiên, hơn nữa là đại sư tiên an, một tu sĩ luyện thể đại thành, bởi vậy thấy được tiền đồ cậu vô cùng rộng mở. Tu tiên ngoại trừ cần tranh giành vươn lên còn biết tự kiềm chế bản thân. Nam nữ nhục dục chỉ là chuyện vui sướng nhất thời, nếu mà vì nó làm trễ nải việc tu luyện đại đạo, chờ khi cậu tỉnh ngộ ra phát hiện ra thứ mình ham thích chỉ là một cái túi ra mà thôi, cậu phải hối hận nhiều lắm đấy. Diệp Mặc sững sờ nhìn chằm chằm vị bằng mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, không ngờ cô ta nói chuyện một cách trực tiếp tới vậy. Rất nhiều cô gái là vô cùng xấu hổ khi mở miệng nói về việc đó, nhưng cô gái này nói với vẻ tự nhiên, hơn nữa dường như cô ta đối với nam nữ hộ hoàn ái vô cùng hiểu rõ. Thật không ngờ đây là một cái lời từ bằng nữ nói ra. Điều đó là sư phụ cô dạy cô sao? Sau khi Diệp Mặc sửng sốt nửa ngày đột nhiên hỏi: phải, bởi vì cậu không có sư phụ tôi mới nói lời này chuyển cho cậu. Khuôn mặt Trần Mặc Dù vẫn lạnh nhạt như cũ, Diệp Mặc khoát tay cảm tạ, sau đó hắn không muốn nói nữa. Cô gái này ngoại trừ có một cái dáng người rất tốt, bất luận trong ngoài đều là một khối băng, hoàn toàn giống vị sư phụ đại là tiền nữ họ Dương kia, tới giờ cũng không bao giờ để cái chuyện nam nữ vào trong mắt. Trên Băng Du cũng không hề nói tiếp, chỉ ôm quyền chào Diệp Mặc, sau đó xoay người rời khỏi, rất nhanh biến mất không thấy dáng. Cô nói những lời này hoàn toàn vì cảm kích Diệp Mặc cho cô công pháp luyện thể mới muốn nhắc Diệp Mặc một chút. Trên Băng Du rời đi thì Diệp Mặc thở vào nhẹ nhõm, lập tức trở về bãi đá ngầm thu lấy chỗ đã thù 4 gốc lục dực tử linh, đồng thời bố trí trận pháp. Thứ nhất là trận pháp ẩn nấp, tiếp là phòng ngự, tiếp là che đậy thần thức và công kích. Lấy trận bàn thời gian ra để tu luyện, cho nên trận pháp kia là điều kiện bắt buộc. Có lẽ không có vị tiên nào ở trong hỗn độn tinh vực này, cho dù có tới cũng không có trùng hợp qua đây. Cho nên hắn cần bố trí một cái trận pháp che đậy thần thức, cũng không sợ phát hiện. Muốn độc chiếm ẩn băng tiên tuyển nhất định phải chấp nhận mạo hiểm. 3 ngày sau, Diệp Mặc bố trí xong xuôi trận pháp, bố trí một cái trận cấm chế.
lúc này mới lấy trận bàn thời gian, đồng thời đem trận pháp ẩn nấp tự nhiên của ẩn băng tiên tuyển xóa đi. Một cái vòng tròn giống như hình bát quái rộng khoảng một phạm vài một mét xung quanh tiên tuyển lộ ra. Sau khi Diệp Mặc bố trí trận bàn thời gian, ngồi trên ẩn băng tiên tuyển bắt đầu tu luyện. Tên linh khí lồng đậm nhanh bị Diệp Mặc thu từ ẩn băng tiên tuyển. Nguồn tiên linh khí cực kỳ tinh thuần của ẩn băng tiên tuyển cấp tốc truyền vào từng kinh mạch cơ thể Diệp Mặc, tinh lọc sự tinh khiết của tiên nguyên lực không ngừng ngưng tụ tại nguyên thần. Lúc này Diệp Mặc cảm nhận được cái chỗ nghịch thiên của tam sinh quyết, bất luận là tiên linh khí thuộc tính đơn thì tam sinh quyết đều có thể hấp thụ, bắt đầu để thăng tu vị. Trước là lôi nguyên tinh thuần, giờ là ẩn băng tiên tuyển. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng phi hành qua rừng đá mờ ảo, đảo mắt biến mất vào sâu rừng đá. Rừng đá này là rừng đá đào, nổi tiếng ở hỗn độn tinh vực, cũng là nơi điều kiện luyện thể tốt nhất. Khi vào hỗn độn tinh vực, ở khu vực ngoài rừng đá đào gió tương đối yếu, càng vào sâu bên trong hầu như tất cả mọi nơi là không gian đào gió, thậm chí còn có không gian nới đào bạo phát. Ở đây có chút giống vết nứt hư không dây bạc từng tu luyện, đó là vết nứt không gian và bão cát, với người luyện thể xác thực là vô cùng tốt. Đó thân ảnh màu xanh là Trần Băng Du tu luyện công pháp luyện thể dây bạc. Bộ công pháp luyện thể vốn là tam thần luyện thể quyết mà dây bạc diễn sinh từ tam sinh quyết, chỉ đã hiện tại dây bạc là gia nhập tiên giới, phần sau công pháp luyện thể chưa có hoàn toàn diễn sinh nên bộ pháp luyện thể này coi như là chưa có tên. Trần Băng Du biết sự trân quý của công pháp luyện thể, có được một cái bộ công pháp luyện thể tới tu vị tiên linh thể sơ kỳ cũng không có mấy đại là tiên môn có, dù là một số tông môn có vị tiền cũng không nhất định có đồ tốt này. Diệp Mặc không biết nặng nhẹ trực tiếp ném cho Trần Băng Du, mà Trần Băng Du lại biết đồ cực tốt, bằng không với tính cách Trần Băng Du có thể quan tâm tới việc Diệp Mặc là kẻ đắm chìm nhục dục nam nữ hay không. Tất cả công pháp luyện thể là bước đầu tiên vô cùng khó khăn, rất nhiều tu sĩ thậm chí là mất cả đời cũng không thể vượt qua bước đầu tiên của việc luyện thể. Cho nên nếu muốn luyện thể, Trần Băng Du là đã dự tính cô dự định dùng 3 tháng làm quen một chút với tầng thứ nhất công pháp luyện thể. Trần Băng Du lựa chọn vị trí không phải là nơi có không gian đào gió mạnh mẽ như ở trung tâm, mặc cho là không gian đào gió không ngừng đánh trên thân mình cũng không hề e ngại, chỉ liên tục vận chuyển tiên nguyên theo cảnh giới thứ nhất công pháp luyện thể cốt cảnh. Chuyện khiến Trần Băng Du chấn động xảy ra, cô chỉ vận chuyển tiên nguyên theo công pháp một lần, tự nhiên không mất bao thời gian khó khăn. Nói cách khác, chỉ thời gian 1/4 nén hương, thành công tấn nhập cốt cảnh. Công pháp luyện thể này là giả sao? Trần Băng Du nhíu mày, không biết liệu có hay không Diệp Mặc đưa cô đổ giả. Nhưng cô không hề dừng tu luyện, tiếp tục vận chuyển tiên nguyên công pháp. Nén hương sau cô kinh dị phát hiện không ngờ đã đến cốt cảnh viêm mãn. Điều này sao có thể? Trần Băng Du thiếu chút nữa muốn chửi ầm. Dù thời gian một nén hương đã thăng cấp cốt cảnh viêm mãn sao? Dù là công pháp luyện thể có trâu cỡ nào, từ chất tu luyện trâu cỡ nào chẳng lẽ không thể nhanh như vậy? Trần Băng Du nhìn quần áo rách rưới của mình, chốc lát thời gian người cô gần như chỉ có một lớp lội giá cực mỏng, nhưng cô không hề có chút xấu hổ, trực tiếp thu hồi cả lội giáp để mặc thân thể trần truồng đứng ở không gian đào gió. Toàn bộ người lồi lõm hiện ra cái vùng không gian hư vô, dù bất cứ người nào chiêm ngưỡng cảnh đẹp này nhất định cảm thán không ngớt, và cơ thể nó nả vết thương ngang dọc kia càng khiến tình cảnh trở nên quái dị. Trần Băng Du lúc này đang nghĩ không hiểu vì sao Diệp Mặc đưa cô một bộ công pháp giả. Cô lắc đầu chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên phát hiện ngoài thân thể mình theo sự vận chuyển công pháp đã tạo thành cái màn bảo hộ màu vàng kim nhàn nhạt, mà vết thương ngang dọc do đào gió xé rách nhanh chóng khôi phục trong nháy mắt. Công pháp luyện thể một khi đạt đến cốt cảnh viên mãn hình thành tầng bảo hộ màu kim nhàn nhạt. Điều này Trần Băng Du đương nhiên biết. Hiện tại cô thấy tình huống có nghĩa cô thực sự đạt đến cốt cảnh viên mãn ở tam sư cảnh. Đây là thực. Trần Băng Du chấn động nhìn chằm chằm tầng bảo hộ màu vàng kim trên cơ thể, hoàn toàn ngây dại. Tuy tầng bảo hộ này không hoàn toàn ngăn trở được không gian đào gió, cũng có thể khiến không gian đào gió không thể nào mà cắt đứt da thịt của cô. Trên Băng Du cố khắc chế tâm tình kích động, run rẩy đưa tay cầm ngọc giản mà Diệp Mặc đưa cô. Khó trách Diệp Mặc luyện nhanh thế vậy, cái bản công pháp này hắn tuyệt đối là thiên địa kỳ bảo. Nếu hắn có thể có loại thiên địa kỳ bảo này, cũng có thể thấy hắn là chiếm được thứ khác, ví như bí tịch luyện đan. Trong thời gian một nén nhang mà thành công đạt đến luyện thể cốt cảnh viên mãn, vậy thì một khi công pháp này tiết lộ ra ngoài toàn bộ tiên giới náo loạn. Trần Băng Du vô thức đấu tranh tư tưởng, vội vàng đem ngọc giản Diệp Mặc cấp cho cô quét một lần, nhớ kỹ lập tức phá hủy ngọc giản. Đồng thời cô quyết tâm chờ sau khi tu luyện thể tốt, rời khỏi nơi này nhất định phải nói với Diệp Mặc công pháp thế này tuyệt không lộ ra ngoài, bằng không hắn chỉ là đường chết.
Cô cũng không biết trước đây Diệp Mặc thăng cấp tu vị cốt cảnh viên mãn chỉ mất thời gian có lửa lén hương mà thôi. Nếu Diệp Mặc biết hắn chỉ lấy một bộ công pháp luyện thể khiến cho chân, mặc dù nghĩ nhiều như vậy, hắn thà rằng không cho cô còn hơn. Vì đối với hắn, bộ công pháp tam thần luyện thể quyết thực không hề quan trọng. Sau khi hủy ngọc giản, Trần Mặc Du ổn định tâm tình, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện thể. Nếu đã biết là một bản công pháp thuộc thiên địa tài kỳ bảo, sao có thể bỏ phí. Sau ngày sau, Trần Mặc Du thành công thăng cấp đến cương cảnh trong tam sư cảnh. Đồng thời cô hiểu rõ vì sao mình có thể luyện nhanh như vậy. Vì ngoại trừ sự lợi hại công pháp luyện thể liên quan tới tu vị huyền tiên, dù sao cô là đạt đến huyền tiên, cường độ thân thể sớm vượt qua tu vị tam thể luyện thể tam sư cảnh. Dù như vậy, Trần Mặc Dù cũng biết cái công pháp này tuyệt đối là báu vật vô giá. Hai tháng sau, Trần Mặc Dù thành công tấn cấp hư cảnh trong tam vương cảnh. Lúc này cô là rời khỏi chỗ luyện cũ từ lâu, đi đến sâu trong rừng đá. Nửa năm sau, Trần Mặc Dù thăng cấp đến tu vị vương cảnh đỉnh. Lúc này tiến độ tu luyện của cô hoàn toàn chậm lại. Đồng thời cô biết muốn thăng cấp đến thần cảnh trong rừng đá, đào gió hỗn độn tinh vực là không thể. Cô cứ trần truồng như vậy rời khỏi rừng đá, sau đó tự phóng một đạo thanh thủy quyết tắm rửa, cuối cùng thay quần áo. Nếu như lúc này có người xung quanh thì sự phóng khoáng của Trần Mặc Dù khẳng định được chiêm ngưỡng một cách rõ từ đầu đến đuôi. Trong 1581, bộ xương khô ở đáy đầm. Nửa năm tu luyện này cô không phải là ném trải nhiều khổ cực khi tu luyện tới cấp vương cảnh đỉnh, khi cô cảm giác rằng không có công pháp nào có thể tốt hơn công pháp này. Nhưng dù cố gắng của cô bỏ ra ít hơn người khác so với trước Diệp Mặc luyện thể, thì là một đường tới vương cảnh cô cũng thoải mái hơn. Trước đây Diệp Mặc bị không gian đào ra và không gian loạn lưu chỉnh tới mức chết đi sống lại mới thăng cấp vương cảnh. Còn Trần Mặc Dù lúc này tu vị cao hơn nhiều so với hắn, cho nên một đường thăng cấp đến vương cảnh cũng chịu khổ ít hơn. Sau khi rời khỏi rừng đá đao gió, trước tiên Trần Mặc Dù muốn lập tức tìm Diệp Mặc, nói cho hắn biết luyện công pháp này tuyệt không thể lộ ra ngoài. Trần Mặc Dù vừa rời đến rừng đá đao gió không bao lâu, một đạo thân ảnh hạ xuống từ không trung, rầm một tiếng ngã trên đất, đồng thời dòng máu tươi phun ra. Trần Mặc Dù lập tức ngừng lại, đồng thời lấy huyền hòa kiếm của mình thần thức cẩn thận phòng bị. Cô biết tu sĩ vừa rồi rơi từ trên không trung là bị Vô Ảnh Kiêu đánh én. Vô Ảnh Kiêu cũng mệnh danh là hư không sát thủ của hỗn độn tinh vực. Cho nên tu sĩ trong này nếu mà đi trên đất còn tốt, một khi đã phi hành không trung vậy gặp nguy hiểm cực độ. Bởi vì trận pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành tiên khí, nếu không đạt đến trình độ nhất định căn bản không thể phòng ngự công kích của Vô Ảnh Kiêu. Nói không chừng Vô Ảnh Kiêu xông qua trận pháp phòng ngự pháp bảo phi hành đó, trận pháp phòng ngự đó hoàn toàn là hoàn hảo không tổn hao. Đây là nguyên nhân cô kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể ở trong hỗn độn tinh vực truy sát Vô Ảnh Kiêu tuyệt đối có phương pháp xử lý lợi hại. Tiếc là cô chỉ cứu Diệp Mặc một lần, không thể lần nữa xin công pháp đó. Sau lúc lâu, Trần Mặc Dù xác nhận Vô Ảnh Kiêu thực sự rời đi, chú ý đến tù sĩ trên đất bị Vô Ảnh Kiêu đánh ngã. Y là kim tiên hậu kỳ, nhẫn chữ vật không còn. Trần Mặc Dù biết nhẫn chữ vật y hẳn là bị Vô Ảnh Kiêu lấy đi. Vô Ảnh Kiêu là mặt người thân chim, linh trí cực cao. Khi cắn nuốt nguyên thần còn biết nhận chiếc vật tu sĩ có đồ tốt có thể lấy. Nhưng trong tay tu sĩ chết vẫn còn cầm một cái phi kiếm truyền tin. Một đạo phi kiếm này còn chưa phát đi, thần thức Trần Mặc Dù đảo qua chấn động trên phi kiếm. Phía tây cực tinh thạch, khoảng 100.000 dặm xuất hiện hỗn độn thanh địch ta bị truy sát. Hỗn độn thanh dịch. Tay Trần Mặc Dù xuống nền thiếu chút nữa làm rơi phi kiếm. Hỗn độn thanh địch là thứ cực kỳ chân quý, giá trị còn cao hơn cả tiên linh thảo cấp 9. Loại vật này xuất hiện trong hỗn độn tinh vực sao? Một khi tin tức truyền đi chẳng phải khiến cho tất cả điên cuồng. Loại đồ tốt này không cách nào dùng tiên tinh tính toán, căn bản là có bao nhiêu tiên tinh cũng mua không được. Hỗn độn thanh địch chẳng những khiến cho tất cả tiên nhân cải tạo thân thể, hơn nữa cải tạo xong thành tiên nhân có tư chất đỉnh cấp, là một trong tác dụng trọng yếu hỗn độn thanh địch. Các loại tiên linh thảo có thể là trực tiếp sử dụng khiến đại la tiên thăng cấp đến tu vị tiên vương. Vì sao trong 33 thiên vực lại có ít vị tiên như vậy? Cũng bởi vì thăng cấp vị tiên quá khó khăn, riêng việc thăng cấp đến tiên vương cũng không phải chỉ cần có tiên tinh và tài nguyên là làm được. Cho dù anh có tiên tinh, cũng có vô vàn tài nguyên tu luyện. Tư chất anh cũng là số 1, không có nghĩa anh có thể thăng cấp tu vị tới tiên vương. Còn với Trần Du Bằng cô mà nói, khiến cô kích động nhất là tin tức hỗn độn thanh địch. Nó có tác dụng đối với việc niết bàn luyện thể. Chỉ là nếu dùng hỗn độn thanh dịch niết bàn luyện thể quá mức xa xỉ,
Nếu như có thể có được hỗn độn thanh địch, chắc chắn không ai nguyện ý dùng nó luyện thể. Đây quả thực là việc xa xỉ hoang phí không thể hơn. Đồng thời Trần Băng Du hiểu được chuyện xảy ra với tu sĩ này, y hẳn là phát hiện hỗn độn thanh địch của Cực Tinh Trạch. Đồng thời có tu sĩ khác phát hiện ra, tu sĩ này biết bản thân không phải đối thủ của người kia, lao khỏi Cực Tinh Trạch tìm kiếm đồng bọn. Kết quả tu sĩ còn lại quyết tâm truy sát, không để tu sĩ này đem tin tức hỗn độn tinh thanh địch truyền ra. Hiện tại thi thể ở đây, tên truy sát đã ở đâu? Trần Băng Du nhíu mày một chút, rất nhanh đoán một cái trường hợp, đó là tu sĩ trong tình huống cấp bách phải dùng pháp bảo chạy trốn, tên kia cũng bất chấp tất cả sử dụng pháp bảo đuổi theo, kết quả cả hai bị vô ảnh kiêu giết. Nhưng mà Trần Băng Du rất nhanh đem cái suy nghĩ ném một bên, hiện tại cô là tu vị luyện thể vương cảnh, dù là luyện thể thân cảnh khó đạt được, nhưng cô có môn pháp đỉnh cấp này của Diệp Mặc, cũng chỉ cần vấn đề thời gian, mấy năm sau chắc chắn đối mặt với quá trình niết bàn luyện thể, nhất định phải chiếm được hỗn độn thanh địch. Trần Băng Du rất nhanh hạ quyết tâm, loại thiên địa kỳ bảo này cô tuyệt không thể buông tha. Thí luyện trong hỗn độn tinh vực vào mấy tháng, cô chưa hề tiến sâu vào bên trong chính là vì muốn dùng thời gian thích ứng với hỗn độn tinh vực. Mà hiện tại cô không chỉ thích ứng được còn là đạt đến luyện thể vương cảnh, đã hoàn toàn đủ điều kiện đi Cực Tinh Trạch. Sau khi đi Cực Tinh Trạch còn dự định đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực tiếp tục thí luyện. Về phần muốn chào hỏi gì mà cô đã bỏ lại phía sau. Không ai có thể bỏ qua chú ý với hỗn độn thanh địch. Cô cũng vậy, huống chi cô còn biết vị trí hỗn độn thanh địch là khu Cực Tinh Trạch đi phía tây ngàn dặm. Cực Tinh Trạch này thì Trần Băng Du biết vì trước khi tiến vào hỗn độn tinh vực sớm chuẩn bị tài liệu nghiên cứu. Trong hỗn độn tinh vực rất nhiều nơi là không thể thi triển thần thức và tiên nguyên lực. Còn có nơi nào có thể thi triển nguyên lực lại không thể sử dụng được thần thức. Vì như vậy cho nên hỗn độn tinh vực mới là một trong những nơi thí luyện tốt nhất. Mà nơi cái tên Cực Tinh Trạch này chẳng những là thần thức bị áp chế bằng không, tiên nguyên lực cũng vậy. Sau khi tiến vào Cực Tinh Trạch, chỉ có thể dựa vào chính khí lực bản thân, cường độ thân thể. Đương nhiên nếu có loại pháp bảo nào không cần dùng thần thức khống chế càng tốt. Cho dù đã có thể sử dụng pháp bảo khác, cũng chỉ là có thể là loại pháp khí tu sĩ luyện khí mà thôi. Trần Băng Du lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, vì có lẽ cái Cực Tinh Trạch này chỗ tốt nhất với hắn. Tu bị luyện thể của Diệp Mặc so với cô cao hơn nhiều, hơn nữa thân thủ hắn là vô cùng cường hãn, chỉ cần nhìn đao quang và xu hướng đao pháp của hắn, căn bản là tinh thông đao thuật. Nhưng cô không dám gọi Diệp Mặc đi cùng, vì nếu như hỗn độn thanh địch chỉ một gốc, cô khẳng định Diệp Mặc không chia cho mình. Trước đây Diệp Mặc mới tới hồ nước đã vô sỉ chiếm một gốc lục dực tử linh, mà Trần Băng Du cũng hiểu rằng loại người vì tu luyện như Diệp Mặc tuyệt đối không chú ý người khác. Tuy cô cảm kích Diệp Mặc cho cô công pháp luyện thể, nhưng Trần Băng Du vẫn không do dự chỉ một mình tiến tới Cực Tinh Trạch. Sau nửa năm bế quan, thì Diệp Mặc thăng cấp đến Kim Tiên Trung Kỳ, đồng thời hắn cảm nhận ẩn băng tiên tuyển khô kiệt. Vài ngày sau, Diệp Mặc cảm giác ẩn băng tiên tuyển hoàn toàn biến mất, lúc này tiếc nuối thu hồi trận ban thời gian, đồng thời thu hồi trận pháp bố trí. Hiệu quả khi tu luyện ở ẩn băng tiên tuyển thực quá tốt, đáng tiếc ít quá. Diệp Mặc không có lập tức rời khỏi cảm giác. Cái ẩn băng tiên tuyển này bắt nguồn từ dưới lòng đất, tùy thần thức không thể xuyên thấu qua hồ nước vẫn có thể có ý định tiến vào tìm vận may. Đã có thể chạy ra một cái dòng ẩn băng tiên tuyển, ai mà biết dưới đó có thứ tốt hay không. Diệp Mặc cẩn thận tiến vào hồ nước. Sau đó hắn biết rằng cái hồ nước này vô cùng băng giá, nhiệt độ băng hàn này không hề kém với băng thần cấm địa Nam Man Châu chút nào. Khác nhau duy nhất là sự băng hàn của hồ nước này, nếu Diệp Mặc không có tiếp xúc trực tiếp cũng không hề biết. Chỉ là sau khi tiến vào hắn biết được cái hồ nước này lạnh tới nhường nào. Ở hỗn độn tinh vực các loại hồ nước cổ quái cũng bình thường, tất cả thần thức hắn cũng không thể tiến tới đáy hồ, hắn cũng không thấy kỳ quái. Dù sao trong hỗn độn tinh vực có tác dụng rất lớn với áp chế thần thức rồi. Sau thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc rơi xuống đáy đầm. Nước này Diệp Mặc thậm chí hoài nghi cái đầm nước này sâu đến 100.000 mét. Hồ nước sâu như vậy cũng là lần đầu hắn gặp. Dưới đáy đầm nước không hề có bao
chút bùn nào, tất cả là từng mảng đá bị san phẳng. Sau khi đi được khoảng chừng 2 nén hương, Nòng Dây Mạc bỗng hoảng sợ. Trước khi đi đầm nước này, mặt nước hồ chỉ là rộng khoảng 10 mẫu. Hiện tại đâu chỉ 10 mẫu, rộng là mấy chục ngàn mẫu không chừng. Chỉ là phía dưới này tất cả từng mảng đá bị san phẳng, giống như quảng trường vậy. Dây Mạc tìm hết mấy canh giờ không tìm được thứ gì ý nghĩa. Ngay khi hắn muốn rời khỏi, phát hiện một cái cấm chế ẩn nấp vô cùng suy yếu. Sau khi cẩn thận vào cấm chế, lập tức có cảm giác thê lương từ viễn cổ dâng tới. Dây Mạc lấy tử đao ra cẩn thận, dùng thần thức cảnh giác xung quanh. Chỉ chốc lát thời gian, hắn biết cái cảm giác thê lương viễn cổ là gì. Phía trước hắn mấy chục mét có một vị tiên nhân đang ngồi. Khí tức thê lương từ viễn cổ chính là từ vị tiên nhân truyền ra, nhưng vị tiên nhân này là bộ xương khô rồi. Người này nhất định là đại năng thời viễn cổ. Lòng Dây Mạc cảm thán, đồng thời cẩn thận tới gần bộ xương. Bộ xương của vị tiên nhân tản mát màu vàng kim nhạt. Trong cái đầm nước băng hàn thấu xương không biết bao năm, nhưng cốt cách bộ xương không hề hư hao. Cốt cách màu vàng kim rõ ràng có chút màu đen phía trước, làm bộ hài cốt có chút cổ quái. Bộ hài cốt này chỉ còn một cánh tay. Cánh tay còn lại thì không biết có hay không là lúc trước đã không còn. Cánh tay còn nắm chặt thanh thiên trượng màu vàng, nhưng ngón tay không hề có nhẫn. Bộ xương này không biết đã bao nhiêu năm, nhưng không hề hư hao. Mặt ngoài cốt cách màu vàng kim nhạt. Khi thần thức Dây Mạc cẩn thận quét tới bộ xương, cảm giác thê lương viễn cổ càng nặng nề. Khi thần thức Dây Mạc quét tới phần mắt bộ xương khô, một đạo khí tức kinh khủng trào ra từ mắt bộ xương. Cả người Dây Mạc run lên, nguyên thần buông lỏng, hắn thậm chí không thể khống chế động tác, liên tiếp lùi phía sau 10 bước mới có thể dừng. Khi đứng xa 10 bước, Dây Mạc kinh hãi nhìn chằm chằm bộ xương, rồi hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức sinh mệnh bộ xương. Vì sao có loại khí tức tiêu sát kinh khủng như vậy? Ngươi còn sống sao? Sau hồi lúc thì Dây Mạc lên tiếng hỏi một câu. Chương 1582, cô là đồ ngốc. Không có bất kỳ câu trả lời nào, chứng tỏ bộ hải cốt sớm chết nhiều năm. Dây Mạc thở dài, thế là trước khi đó sống vì rốt cuộc là tu bị gì chết bao năm, ngay cả khí tức mạnh mẽ còn sót lại khiến cho kim tiên trung kỳ nhắn lùi mấy chục bước. Ngay khi sống tuyệt là mạnh hơn tự tại vương. Đống xương này quá mạnh, thần thức Dây Mạc quét tới thiền trượng duy nhất. Hắn biết thiền trượng này tuyệt đối là pháp bảo cao cấp. Vì một cái tiên khí sơ nhắn không nhìn ra đẳng cấp thiền trượng. Thiền trượng này dù hắn không dùng được cũng đem đấu giá được. Cũng là cái giá nghịch thiên, thậm chí nói không chừng giá cao như ụ đá kia. Mặc dù Diệp Mạc cũng biết đống xương màu vàng này là bảo vật vô giá, đáng tiếc hắn không có hứng thú với đống xương. Dù đống xương này có là bảo bối, dù là tiên cốt hắn cũng không hứng thú. Cầm lấy thiền trượng đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Diệp Mạc nghĩ tới đây dùng thần thức thu đến thiền trượng. Anh không phải người có duyên. Nãy một sức mạnh lớn hơn tấn công hắn nơi xa. Diệp Mạc kinh hãi, trong đầu không ngờ vang âm thanh. Anh không phải người có duyên, bộ xương này còn sống sao? Nguyên thần tiền bối vẫn còn. Diệp Mạc kinh ngạc hỏi một câu. Nếu nguyên thần người này còn, dù một chút thôi khả năng không thể từ đầm nước này lên. Chỉ có vị tiên mới là người có duyên. Sau khi anh có thành tích vị tiên rồi hãy tới. Chút tin tức đó vang trên đầu Dây Mạc, lời này chứng tỏ thần thức người đó vẫn còn, không nói đến nguyên thần đã mất. Dây Mạc lúc này khẳng định nguyên thần bộ hài cốt này còn một chút, nhanh chóng khom người. Vãn bối lỗ mãng, đã đụng đến nơi tiền bối bối quan. Vãn bối xin cáo lui. Vãn bối cam đoan không đem chuyện này nói ra ngoài. Dây Mạc biết rõ người này chỉ còn nguyên thần tồn tại, nếu không hoàn thành nguyện vọng của mình không chừng lập tức giết người diệt khẩu. Lập tức sau khi hắn cảm đảm, lúc này cũng phòng bị bộ hải cốt trước mặt. Nếu như anh này sau này có thể tới được cửu phạm tiên trì Phạm Độ Thiên, hơn nữa có thể giúp tôi giết Kim Hương, tôi lập tức tặng anh thứ anh cực kỳ cần thiết, rồi tặng anh cho anh truyền thừa nghịch thiên. Lại dòng tin tức trong đầu Dây Mạc. Dây Mạc lòng cười lạnh. Phạm Độ Thiên là 11 thiên vực thượng, mình tới Phạm Độ Thiên vực giết người không bằng nói là đi chịu chết. Thứ tốt trên người hắn đã đủ, làm gì còn để ý đến đổ người khác. Thiệt trượng này là đồ tốt không nghi ngờ. Nhưng mà vì thứ thế này đi nộp mạng hắn tuyệt đối không đồng ý, lại càng đừng nói nguyên thần thể tốt với hắn không rõ ràng. Đến thiệt trượng này hắn cũng không để ý, sao để ý thứ khác. Thấy cũng không bị cản lại, Dây Mạc tăng tốc nhanh rời khỏi trận pháp ẩn nấp tàn phá. Hắn mới rời trận pháp ẩn nấp, cảm nhận trong đầu có thêm tin tức. Không ngờ là đến hỗn độn thanh địch cũng không thèm đấy. Dây Mạc lòng cả kinh, lại là một đại sư tiên đan. Hỗn độn thanh địch là thứ gì, hắn là người rõ hơn ai hết. Tiên linh thảo tốt nhất niết bàn luyện thể, có thể là giá trị căn bản không phải tiên linh thảo cấp 9 bình thường so sánh.
phía Diệp Mặc kinh hãi hơn, đối phương là không ngờ biết hắn giờ đã cần hỗn độn thành địch. Nếu là tiên nhân luyện thể tới thần cảnh viên mãn như Diệp Mặc, lúc này chắc chắn quay lại. Hoặc nói không phải Diệp Mặc thường thấy thứ còn hơn cả hỗn độn thanh địch, hắn chắc chắn không thể kiềm chế được sự hấp dẫn. Bất kỳ tiên nhân nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn với hỗn độn tiên dịch. Chứ, dù là hỗn độn thanh địch, loại ngụy hỗn độn tiên đinh thảo, huống chi Diệp Mặc là tu sĩ sắp niết bàn. Diệp Mặc hắn lại khác, hắn có thế giới trang vàng, có khổ trúc, có gốc cây không biết tên, có trận bàn thời gian. Thứ tốt hắn quá nhiều, hỗn độn thanh dịch tùy quý báu, nhưng nếu nguy hiểm đến mạng của hắn, hắn tuyệt không muốn tiếp tục ở lại đây. Nguyên thần còn lưu lại, không ngờ có thể túy để lại tin tức trong đầu. Dù Diệp Mặc không sợ đà sáng nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại, không nghĩ ngợi lập tức quay đầu, đồng thời một thủy độn thuật nhanh bay đi. Quay đầu lại là bị mê hoặc bởi cái bộ hải cốt. Bất luận bộ này là cố ý lấy lui làm tiến dẫn dụ hắn hay không, Diệp Mặc vẫn vì lý do an toàn đi trước rồi tính. Hắn quay đầu, nếu như đống xương khô đó thực sự muốn đối phó hắn, chắc chắn cho rằng hắn muốn tiến vào tiếp. Nó không chừng vì hành động có thể tranh thủ thời gian. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc phát động độn thuật quay lại, một đường thần thức mạnh mẽ xông vào đại đỉnh bát cực. Dù Diệp Mặc có công pháp thần thức thiết cắt, lập tức cảm thấy suy yếu cực độ, lập tức phun máu. Diệp Mặc lòng hoảng sợ, bộ hải cốt này quả thực đối phó với hắn. Nếu không phải mình có quá nhiều thứ tốt, bộ hải cốt này dùng cách lấy lui làm tiến cũng đã thành công. Trước tiên biểu hiện cường mạnh của gã, từ từ mới hoặc mình tới, đợi sau khi đi lấy hỗn độn thanh địch dụ dỗ quay lại. Quả nhiên là đường thần thức kia sau khi du kích đến Diệp Mặc một chút, lập tức không thể truy sát. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất xông đến bờ đầm nước, ngã trên đất há miệng thở dốc, lòng thầm than là nguy hiểm thật. May là hắn đã là kim tiền trung kỳ, đồng thời có cảnh giác hơn nữa, cũng không nảy sinh với hỗn độn thanh địch, nếu không hắn sớm chết. Không có đơn giản như vậy, hắn chắc rằng bộ hài cốt kia vừa nãy đối phó dùng công pháp thần thức, hơn nữa là công pháp thần thức mạnh hơn hắn. Diệp Mặc không hiểu tại sao mình mới vào trận pháp ẩn nấp, bộ xương khô đã không ra tay, còn đợi sau khi đó mới ra tay. Nhưng Diệp Mặc biết nếu không phải hắn đi nhanh, bị hỗn độn thanh địch mê hoặc, hắn giờ nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc ngồi xuống kinh ngạc phát hiện thần thức của mình cũng vô cùng yếu, thậm chí không thể khôi phục, khiến Diệp Mặc kinh hãi. Lúc này hắn lại hiểu tại sao khi mới bước vào bộ xương đó không ra tay. Thần thức bộ xương đó tấn công chắc chắn chỉ dùng được một lần, hắn ở lại sẽ đến đoạt xá. Thế mình muốn đi đến nên mới là chó cùng rứt dậu. Tôi bị hắn liên quan chặt chẽ tới thần thức, nếu vì thần thức đối phương tấn công tất cả bị phá hư làm sao giờ. Người này chỉ có một chút nguyên thần, lại là trong tình huống vội vàng, không ngờ dùng thần thức đánh trọng thương hắn, có thể thấy sự lợi hại của người này đến mức độ nào. Trong tình huống thế này, tấn công tu sĩ công pháp thần thức và thần thức mạnh như hắn, chứng tỏ công pháp thần thức bộ sơ khô vô cùng lợi hại, gần một chút thậm chí giết chết đại ất tiên. Diệp Mặc thở ra, thân thể hắn vô cùng suy yếu, thần thức chẳng những hao tổn nhiều, hơn nữa căn bản không thể thi triển. Đòn này của đối phương chẳng những khiến thức hải của hắn tổn thương, nguyên thần cũng tụ kết. Hắn chậm rãi đứng dậy, dù biết rõ bộ hải cốt không thể tiến đến đầm nước, Diệp Mặc cũng không muốn ở bên đầm nước. Nếu như hắn sớm biết dưới cái đầm nước này còn có một bộ hài cốt kinh khủng, hắn không dám ở nơi này tu luyện tới nửa năm. May trên người hắn rất nhiều giác hồn tạo, giờ không ngờ bây giờ không lấy ra được không sao, chỉ cần đợi thần thức quán khôi phục một chút ít. Lúc này hắn muốn tìm một nơi để khôi phục thần thức của mình. Không có thần thức, với Diệp Mặc mà nói lực chiến đấu là giảm hơn nửa. Bây giờ thần thức Diệp Mặc không thể thi triển, thế giới trang vàng của hắn còn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Không có thần thức hắn không thể kết nối đến thế giới trang vàng, không cách nào kết nối được, không thể tưởng tượng được, không thể vào trong. Đừng nói Diệp Mặc lúc này không thể khởi động thanh nguyệt, dù là có thể khởi động hắn cũng không dám cưỡi thanh nguyệt. Bởi vì dù đi bộ cũng phải vô cùng cẩn thận, chẳng may có vô ảnh kiều hắn là trở chết. Diệp Mặc cẩn thận, hắn biết khi đến, ở một nơi không xa có một phiến đá màu xanh cực lớn. Nên này cách phiến đá màu xanh chỉ thời gian nửa tuần hương. Chỉ cần hắn tiến vào phiến đá màu xanh có thể trốn vào trong đó, khôi phục thức hải mình trước, tiến tới giới trang vàng rồi dùng dạng hồn tạo. Chỉ có điều Diệp Mặc bước ra ngoài chưa được lửa tuần hương, một bóng màu xanh đã nhanh chóng bay tới. Và bóng màu xanh đó là người đang truy đuổi đến. Bóng người màu xanh dường như bị thương rất nặng. Lát sau bóng người màu xanh là chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc thấy tù sĩ chạy đến, lòng là suýt trượt. Chính là nữ tù mặt bằng lạnh chân băng du. Có điều lúc này cô dù bị khuôn mặt lạnh lùng nhưng tóc tai bù xù trên người là vết thương rõ ràng bị trọng thương.
Khi Diệp Mặc thấy chân băng du đồng thời chân băng du thấy Diệp Mặc, cô vui sướng hiện vẻ, vội kêu Diệp sư đệ cứu giúp, cứu cái đầu cô. Diệp Mặc trong lòng bổ sung một câu cẩn thận chuyển sang bên cạnh, ý tứ là cô mau chạy đi, người truy sát cô sắp đuổi tới rồi, không liên quan tới tôi. Nhưng chân băng du lại không cảm thấy, khi chạy tới cạnh Diệp Mặc không ngờ là không đi nữa mà phóng huyền hoa kiếm, lại là một huyền tiên mang từng cái màn kiếm chạy đến. Đây là một tu sĩ huyền tiên, hơn nữa là trung kỳ. Chân băng du cho dù không bị thương cũng không phải đối thủ của gã, càng đừng nói chân băng du giờ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng nội thương rất nặng. Tôi ngăn người này lại, anh nhanh chóng ra tay. Chân băng du sau khi phóng màn kiếm căn bản cho rằng Diệp Mặc ra tay. Diệp Mặc khiến cô có cảm giác là người biết nắm thời cơ, vài lần tiếp xúc nếu cô không có chạy tới cạnh Diệp Mặc, cô tin rằng Diệp Mặc ra tay, bất luận từ góc độ nào đối phương là huyền tiên trung kỳ, khi giết đối phương thứ bên trong nhẫn chữ vật là món hời. Cô cũng biết Diệp Mặc sẽ tính sổ, món nợ này Diệp Mặc chắc chắn tính rất rõ. Dù nói thế nào Diệp Mặc cũng quen biết cô, cũng sẽ không giúp đối phương. Đồng thời Diệp Mặc là càng không thể nào không ra tay, hắn không ra tay bị mình bị giết, người tiếp theo là hắn. Nhưng khiến cô giật mình là Diệp Mặc không nhúc nhích, thậm chí chửi ầm, ra tay cái chết tiệt, nơi tôi đến chạy trốn cũng không chạy được, cô còn chạy về phía này. Cô mới nửa năm không gặp tôi lại nghĩ tôi vậy sao, cô đúng là đồ ngốc. Chương 1583, cảnh giới chân băng du. Diệp Mặc không thể không phẫn nộ, hắn lúc này dù đang là lúc yếu nhất, thậm chí bất kỳ ai cũng ức hiếp được hắn, chân băng du lại là mang kẻ địch cường mạnh đến, đây không phải ngốc là gì? Hơn nữa chân băng du chắc chắn không phải là đối thủ của người này, đợi lát nữa bị giết, người tiếp theo bị giết là hắn, đáng thương hắn bây giờ là thủ đoạn cuối cùng thế giới trang vàng cũng vào không được, sao không tuyệt vọng? Chân băng du thấy Diệp Mặc không ra tay lập tức nhíu mày, đợi lúc Diệp Mặc chửi ầm lên cô thấy không đúng. Cũng đó màn kiếm đầy trời của huyễn hòa kiếm của cô bị đối phương phá. Không đợi cô thu huyền hòa kiếm, vô số đường tia sáng đen bắn tới, đồng thời pháp bảo hắc long cực lớn gào thét cuốn tới. Chân băng du chắc rằng chỉ cần bị pháp bảo hắc long này trói lấy là chết chắc. Lúc này cô không kịp suy nghĩ, một cái thải vân chướng được phóng ra đột ngột chặn trước mặt. Chân băng du biết thải vân chướng của mình không thể chặn được pháp bảo hắc long đối phương, giờ không quản nhiều như vậy được. Mấy cái tia sáng màu đen đánh lên thải vân trướng phát ra thanh âm thình thịch, nhưng dù như vậy thải vân trướng cũng không chặn lại được đường đao đen còn lại. Phụt một tia màn đen xuyên qua sườn, đồng thời lại một tia đánh vào ngực Diệp Mặc, đồng thời mang theo tia máu tươi. Diệp Mặc luyện thể dù lợi hại nhưng cũng chưa hết bàn, vẫn là tu vị thân cảnh, đối diện với huyền tiên trung kỳ thân thể hắn trụ không nổi. Trên băng dù lập tức hiểu Diệp Mặc mắng cô đầu ngốc, hóa ra Diệp Mặc bị trọng thương, thậm chí bị thương nặng hơn cô. Mình dẫn tu sĩ này tới không phải là tìm Diệp Mặc giúp, mà khiến Diệp Mặc chịu chết. Khi hiểu ra điều này, chân băng du cũng không kịp để ý thứ khác, miệng phun máu tươi, đồng thời phóng ra tấm bùa, không gian phát ra từng đợt lay động kịch liệt, phù lục mang theo cuồng bạo như bão táp, dường như muốn trực tiếp cuốn người xoáy thành mảnh vụn. Tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ hiểu rằng tấm phù của chân băng du cực kỳ kinh khủng, không do dự phóng ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời lùi phía sau. Gã tin rằng chân băng du cũng không chạy thoát được, dù là một đạo phù lục đã sao chẳng hay có nhiều phù lục như vậy. Chân băng du lần nữa lấy tấm phù lục lửa ra, lại muốn một ngụm máu tươi lên trên. Bùa dịch chuyển tức thời, Diệp Mặc lỏng mắng to, người con gái này dùng bùa dịch chuyển tức thời bản thân à, mình vẫn phải chết. Có sư phụ đại la tiên nhân quả không tệ, tới bùa dịch chuyển tức thời chỉ có vị tiền mới có luyện chế già cũng có. Hắn rõ ràng đánh giá thấp chân băng du, nhắm mắt chân băng du khởi động bùa dịch chuyển, Diệp Mặc cảm thấy mùi hương thoang thoảng tỏa tới, lập tức thân thể mềm nhũn mang hắn đi. Ngay sau đó là một cảm giác choáng váng truyền tới, Diệp Mặc lòng nhẹ bẫng, biết là mình giữ được mạng nhỏ, xem ra có sư phụ đại la thiên nhân đúng là không tệ. Trong một cái sơn động cực kỳ bình thường của hỗn độn tinh vực, sắc mặt chân băng du tái nhợt, khi đôi Diệp Mặc vào trong động, bố trí cấm chế ẩn nấp cấp thấp, cửa vào động mới thở vào ngồi xuống. Lúc này thần thức chân nguyên cô tiêu hao gần hết, vì liên tiếp thiêu đốt máu huyết càng là suy yếu bộ phận. Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi, khi tôi đến cũng không biết anh bị thương. Chân băng du thở hổn hển nói. Diệp Mặc ngược lại có chút ngượng ngùng. Không lâu trước hắn mắng chân băng du là đồ ngốc, giờ là người ta cứu mạng hắn. Dù là tai bay vạ gió là do người con gái này mang tới, nhưng là cũng người cứu mạng hắn. Diệp Mặc hắng giọng khua tay. Được rồi, dù sao cô cũng lại cứu tôi một lần nữa. Cô sao lại chọc giận cái tên lợi hại thế vậy? Dù tôi không bị thương, đánh nhau với tên đó cũng là thua nhiều thắng ít.
Khi nói chuyện Diệp Mặc là chữa trị vết thương trên ngực, đồng thời nghĩ có nên đưa cho người con gái này mấy cái viên đan dược không. Nhưng khiến hắn chấn động là Trần Băng Du không ngờ thay đổi trước mặt hắn. Bộ váy màu xanh nhanh chóng được cô cởi xuống, thậm chí áo nót bên trong cũng có xu thế sắp cởi. Diệp Mặc đương nhiên không chủ động nhìn nén tiền nữ thay áo, nhưng Trần Băng Du căn bản không có ý tránh né. Sau khi bộ váy xanh cởi ra, bên trong còn một bộ giáp tơ tằm thiên la cực mỏng, nhưng sự chấn động của đường cong mềm mại quyến rũ kia bao lộ không nghi ngờ. Da thịt trắng như ngọc, dù là có chút dấu vết máu cũng không thể nào che cái vết kinh diễm đó. Đôi cái gò bồng đào trắng ngọc lộ một nửa, còn bên dưới là lấp loáng hiện màu đen. Nếu không phải người con gái này trước mặt lạnh như băng cũng có chút lời khiêu khích. Không lời khiêu khích, Diệp Mặc cho rằng cô ta dụ dỗ mình. Đợi một chút, Diệp Mặc gọi Trần Băng Du. Thấy Trần Băng Du quay đầu nhìn hắn chằm chằm, Diệp Mặc đằng hắng một tiếng. Băng Du sư tỷ, cô thay quần áo không tránh đi hoặc là để tôi tránh chỗ khác một chút cứ thay trước mặt tôi sao? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nhíu mày lạnh lùng. Cũng chỉ là một cái tấm da mà thôi, cần gì phải tránh? Nếu anh cứ đắm chìm trong nhục dục tấm da này không thể thoát khỏi nó thì anh vĩnh viễn chỉ thế mà thôi. Công pháp tu luyện của anh quá lợi hại, nhưng tu vị anh cũng mới. Ồ, Trần Băng Du ồ một tiếng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Anh không ngờ thời gian nửa năm thăng cấp kim tiên trung kỳ, điều này sao có thể? Nói xong dường như là nhớ điều gì gật đầu. Anh lấy được truyền thừa công pháp thực sự rất tài giỏi. Nếu anh một lòng cầu đạo thì... Lời chất xong cô lắc đầu, dường như biết Diệp Mặc không phải cái loại người một lòng cầu đạo. Cũng không phải nói hắn sợ gian nan nguy hiểm mà tu luyện, mà là vì hắn không thoát khỏi nhục dục. Tu sĩ như này cô không ưa nhìn. Năm đó Mộ Vô Song nghịch thiên như vậy, cuối cùng còn bị người khác vây công giết. Nếu Mộ Vô Song chuyên tâm đại đạo sao có thể có chuyện như vậy? Cô không tiếp tục khuyên bảo Diệp Mặc, cởi lốt đổ lót ra, đồng thời phóng một cái đường khứ trần quyết, mới lấy một bộ áo lót mới thay trước mặt Diệp Mặc rồi nói: Tôi biết truyền thừa tu luyện của anh tài giỏi, nhưng tôi báo cho anh biết, sau này truyền thừa đó anh tuyệt đối không lộ ra ngoài, nếu không anh chết là cái chắc. Diệp Mặc cuối cùng hiểu tại sao người con gái này biết rõ hắn và Phong Mạch Thuần cùng ra ngoài lại thớ, hóa ra trong mắt cô đó chỉ là tấm da thịt. Thời con ấy không phải là không hiểu những chuyện này, chỉ căn bản cô không chú ý tới. Cô rất rõ ràng chuyện nam nữ kia, thậm chí khuyên bản thân mình đừng có đứng núi này trông núi nọ. Những lời cô khuyên chứng tỏ cô chẳng những biết đối nhân xử thế, còn hiểu thế nào là bảo vệ mình. Đối mặt với tiền tử khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người tuyệt đẹp, Diệp Mặc bỗng cảm thấy đần độn vô vị. Nói cách khác, nếu có người tìm cô để lên giường cô cũng đồng ý sao? Diệp Mặc bỗng rất muốn biết Trần Băng Du bằng lòng chuyện này hay không. Trần Băng Du lúc này thay xong đồ, đồng thời mặc một bộ giáp cực mỏng, cười nhạt: Mơ đi cưng, tôi cũng không phải là loại người đơn thuần như Phong Mạch Thuần, tôi mãi mãi không tặng nguyên khí thần âm cho người khác. Trần Băng Du nói xong vô cảm kinh thường nhìn Diệp Mặc. Cô thường xuyên làm như vậy trước mặt người ngoài, hoặc là trên đường dám tự tiện thay quần áo như thế? Diệp Mặc có chút tò mò. Anh bị thương nặng rồi, có thể thay quần áo trên đường cái sao? Đồ ngốc. Tôi dám thay quần áo trong này là vì anh bị thương nặng, còn nặng hơn tôi không thể nào ra tay với tôi. Trần Băng Du nhớ rõ chuyện Diệp Mặc mắng cô là đồ ngốc, lần nữa mắng. Diệp Mặc im lặng, lần đầu tiên hắn thấy cái kiểu lý do hiếm có như vậy. Hắn biết rõ Trần Băng Du nói ra tay không phải vì muốn làm loạn với cô, mà là muốn dùng vũ lực ra tay với cô. Người con gái này xem ra cũng khôn khéo vô cùng, hơn nó đối với đuổi tu đạo còn cố chấp hơn nhiều tu sĩ. Nói cách khác, cô quả thực là tiên tử không dính bụi trần. Cách nhìn đối với chuyện nhục dục thần sắc nam nữ cũng không như những gì cô nói, thực sự là tấm da thịt. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, hoặc là cô cho rằng cách nghĩ của mình mới là đúng. Cũng đúng, thân thể chẳng phải là tấm da thịt sao? Thậm chí đối với tu tiên giả quả thực là vậy. Rất nhiều tu tiên giả là từ tục phàm nhân mà tới, nên không thể thay đổi được quan niệm này. Nhưng Diệp Mặc lắc đầu, cảm thấy nếu mà tư tưởng thực sự đã đến cảnh giới Trần Băng Du thì đột ngột là bi ai. Hắn thả chết giả cũng không muốn tu luyện tới mức như Trần Băng Du, ngoại trừ tu luyện thứ khác là túi da, hoặc ngoại trừ vấn định vô thượng đại đạo không có vật khác. Tôi có thể mượn chút đan dược của cô không? Diệp Mặc cũng không có tâm trạng trò chuyện tiếp với Trần Băng Du, họ không phải là cùng một thế giới. Trần Băng Du khẽ gật đầu, lấy một bình ngọc ném cho Diệp Mặc. Vết thương của anh sau khi trị khỏi, tôi bàn với anh về một vụ giao dịch. Diệp Mặc nuốt mấy miếng đan dược, thần thức cuối cùng khôi phục một chút. Sau khi khôi phục thần thức, Diệp Mặc không chút do dự lấy đan dược từ nhẫn chứa vật mình ra, sau đó nuốt từng bốc lớn. Đan dược của hắn lớn hơn Trần Băng Du đều là đan dược thượng đẳng. Vết thương chỉ cần bắt đầu khôi phục, Tam Sinh Quyết hiện rõ tác dụng. Diệp Mặc cảm thấy tiên nguyên nhanh chóng khôi phục, đồng thời thức hẳn dần dần khôi phục,
nhưng Diệp Mạc cảm thấy thức hải có một cái bóng mờ, khiến Diệp Mạc có dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Lập tức Diệp Mạc lấy ra mấy cái trận kỳ, nhìn sắc mặt nghi ngờ của Trần Băng Du. Tôi cũng muốn thay quần áo nhưng cảnh giới tôi chưa cao được như cô, cần bố trí trận pháp ẩn nấp. Sắc mặt Trần Băng Du lạnh như băng, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Lời Diệp Mạc nói đối với cô cũng giống như không khí. Diệp Mạc cũng lờ đễnh, hắn biết người con gái này là theo đuổi cái gì không cần đấy. Khi Diệp Mạc ném mấy chục trận kỳ xuống, toàn bộ thân hình hắn biến mất. Trần Băng Du bỗng đứng dậy lẩm bẩm: không ngờ còn là tiên trận sư cấp 2, sao có loại người linh nghịch thiên như thế này. Chương 1584, dẫn địch vào trận. Diệp Mạc tiến vào trận pháp ẩn ấp, lấy ra một cái miếng ám tạo màu trắng ngọc, lập tức phục hồi thần thức, đồng thời chữa trị thức hải. Khi thức hải bị thương, Diệp Mạc cảm nhận tác dụng ám tạo. Dưới tác dụng của ám tạo, thức hải nhanh chóng khôi phục, quả thực lợi hại hơn đan dược mấy lần. Diệp Mạc lòng kinh ngạc, trước kia thức hải hắn hoàn thiện sau khi tu luyện cũng không thể có cảm giác được, giờ là thức hải bị thương mới hiểu giác hồn tạo quý giá. Đây là còn chưa luyện chế thành song thần đan lợi hại như vậy, nếu luyện thành song thần đan hiệu quả tốt thế nào. Song thần đan là tiên đan lục phẩm, Diệp Mạc quyết định sau này thăng cấp đại tiên sư tiên đan lục phẩm lập tức luyện chế song thần đan. Bây giờ hắn có chút nghi ngờ, luyện chế song thần đan hẳn là dùng minh tạo, còn ám tạo có phải là luyện chế được đan dược như này không, hắn cũng không rõ, nhưng hắn chắc chắn ám tạo mạnh hơn minh tạo không chỉ mấy lần. Sau khi thức hải chữa trị hơn nửa, một cái chấm đen hiện trong thức hải Diệp Mạc lòng hoảng hốt, bộ hài cốt sắp chết kia để lại ký hiệu thần thức, không ngờ có thể cảm giác được. Hắn lúc nãy lại không thể cảm giác, nếu như không có giác hồn tạo mà lại dùng loại đan dược khác, dù chữa trị thức hải cũng là chuyện vô số năm sau. Vô số năm sau xảy ra chuyện gì, hoặc nói ký hiệu thần thức này hòa tan với thần thức hắn rồi, với tương lai nghĩ đến bất cứ chuyện gì có phải bị bộ hải cốt biết không? Nếu quả thật như vậy, tương lai bộ hải cốt kia sống lại là đoạt xá thành công rồi, bản thân mình tùy tiện đến bất cứ đâu hắn cũng có thể bắt mình. Diệp Mạc nghĩ đến đây toát hết mồ hôi lạnh, sau khi nhanh chóng ép bóng đen ra ngoài, dùng tầng cấm chế giam cầm ký hiệu thần thức, dùng một hộp ngọc phong ấn ký hiệu thần thức, cẩn thận đặt hộp ngọc vào thế giới trang vàng. Diệp Mạc chưa hủy ký hiệu đó, hắn trước giờ không phải là người thích đi im lìm chịu thiệt, lần này bị bộ xương khô ám toán, lần sau có cơ hội nhất định ám toán trả. Sau khi làm xong, Diệp Mạc nhanh chóng đem toàn bộ quần áo của mình, sau khi dùng vũ liên tâm hỏa thiêu sạch, rồi dùng vũ liên tâm hỏa tìm hết một lượt từ trong ra ngoài thân thể, đến khi tin chắc rằng thân thể không có ký hiệu, an tâm một chút, đồng thời lòng lại yêu cầu bức thiết đối với thực lực, không có sức mạnh chẳng khác kiến hôi. Tự tại vương núp trước bộ hải cốt bây giờ, những thứ đó đều có thể giết hắn dễ dàng. Đúng lúc Diệp Mạc muốn lấy quần áo ra, Trần Băng Du đột nhiên xông vào trận pháp ẩn nấp quán. Diệp Mạc sững người, nhanh chóng mặc quần áo, lạnh lùng nhìn Trần Băng Du. Đạo tâm của tôi và cô khác nhau, thân thể tôi đối với tôi mà nói không phải túi ra, tôi cũng bố trí trận pháp ẩn nấp, cô tiến vào không phải là cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Trần Băng Du sắc mặt không đổi nói: đợi sau khi anh leo đến đại đạo rồi anh hiểu những thứ tôi nói là không sai, thân thể chỉ là bộ xác. Cũng thế mà thôi, huống hồ tôi vào là có chuyện tìm anh. Vừa nãy tu sĩ huyền thiên đi qua được một chỗ cách chúng ta không xa, tôi cảm nhận được. Sao cô biết? Diệp Mạc nghe tu sĩ huyền thiên trung kỳ đuổi tới, lập tức quên mất chuyện tìm Trần Băng Du tính sổ. Lúc này thân thể hắn hoàn toàn chưa khỏe, nếu như bị tiền nó đuổi đến đúng là nguy hiểm. Huyền Hoa kiếm vật thải phân chướng tôi chưa kịp thu về bị gã cướp đi. Gã vác sau lưng là Huyền Hoa kiếm của tôi, tứ phía đều là vị trí cảm ứng của tôi. Vừa nãy gã chưa phát hiện ra, nếu mà lại qua lần nữa, nó không chừng gã phát hiện. Trần Băng Du bình tĩnh: các sao nhất định phải giết cô? Diệp Mạc nhíu mày hỏi: Trần Băng Du tuyệt đối không phải là loại người cực kỳ nổi tiếng, nếu không phải lúc trước người con gái lại đi dẫn theo hắn, hắn còn cho rằng Trần Băng Du là một tu sĩ huyền thiên trung kỳ bắt tay hãm hại hắn. Đợi anh trị thương xong tôi nói tiếp, hơn nữa chuyện này liên quan tới việc hợp tác sau này chúng ta. Trần Băng Du gật đầu. Diệp Mạc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trị thương. Sau 2 tuần hương, vết thương của hắn cũng lành được 7-8 phần mới thở vào. Lúc này dù là tên huyền thiên trung kỳ đến hắn cũng không sợ. Lập tức hắn nói với Trần Băng Du: giờ tôi cần phải bố trí trận pháp. Sau khi bố trí trận pháp xong, cô sẽ làm cái trận pháp rác rưởi mà cô bố trí cử động kia rác rưởi hơn một chút, thậm chí khiến cho khí tức của cô bị tên huyền thiên cảm nhận. Anh muốn dụ tên huyền thiên tới, sau đó dùng trận pháp vây khốn gã. Trần Băng Du hiểu được ý Diệp Mạc, cũng không vì Diệp Mạc nói trận pháp của cô rác rưởi mà bất mãn chút nào. Diệp Mạc cười ha ha: đúng, một chiêu còn chưa xuất ra đã bị tên khốn này đánh cho lòng tôi bất bình. Lần này không đánh trả tôi không thoải mái.
Trên Hoàng Dù thấy Diệp Mặc nói vậy thở dài một hơi lắc đầu. Xem ra tôi cũng nhìn nhầm. Sư phụ của tôi đúng là đề cao anh. Anh quả thực là không vững vàng chút nào, hơn ở tầm tỉnh táo bạo. Chỉ một chút chuyện nhỏ cũng cành cánh trong lòng, dù là truyền thừa nghịch thiên cũng khó có thể thành đại đạo. Chỉ là chuyện nhỏ, Diệp Mặc lặng lẽ nhìn con gái này, bản thân suýt chút đã bị giết nói là chuyện nhỏ. Người con gái lạnh lùng này không có lửa tiếng nói chung với hắn. Diệp Mặc lại mặc kệ không để ý đến cô, bắt đầu bố trí trận kỳ. Trần Bằng dù rõ ràng cũng hiểu biết trận pháp, nhưng Diệp Mặc bố trí trận kỳ cũng kinh dị. Vì trận kỳ sau khi Diệp Mặc bố trí xong, thần thức cô không ngờ quét không vào được. Sau khi hai tuần hương Diệp Mặc bố trí xong khốn sát trận ẩn nấp, sau đó an lòng, lúc này hắn là đợi tên Huyền Thiên tới lộp mạng. Cô từ vị diện tù trần nào phi thăng tới. Diệp Mặc bố trí xong trận pháp, đợi được một tuần hương không có thấy bóng sáng tên Huyền Thiên, không có muốn đổi địa điểm để giết cái tên Huyền Thiên này. Nơi này có khốn sát trận là nơi không thể thích hợp hơn. Ngồi nhàm chán tiện mồm hỏi Trần Băng Du: "Tôi không phải tu sĩ phi thăng, tôi từ nhỏ là ở cực kiếm môn với sư phụ." Trần Băng Du lắc đầu. Diệp Mặc lòng nghi ngờ, dù là tu sĩ thiên giới cũng không có lữ tu nào suy nghĩ giống Trần Băng Du. Anh muốn hỏi tôi tại sao có cách nhìn cởi mở về chuyện nam nữ đúng không? Trần Băng Du dù là đem thân thể thành túi ra nhưng mà cực kỳ thông minh. Diệp Mặc vừa hỏi cô hiểu ý. Thế Diệp Mặc không nói thêm, Trần Băng Du cười lạnh. Anh muốn nói tôi không biết xấu hổ đừng có quanh co. Đạo tâm của anh, của tôi anh không hiểu đâu. Nói với anh cũng không hiểu. Đương nhiên nếu anh có thể đưa ngọc giản trận pháp của anh cho tôi xem một chút, sau này tôi có thể tiện tay bố trí trận pháp ẩn nấp nhanh, tôi cũng có thể bố trí trận pháp ẩn nấp trước rồi nói sau. Diệp Mặc lòng cười khẩy, cũng không thèm để ý người con gái này. Hắn cảm thấy tâm đạo người con gái này giống như những gì cô nói, thân thể là túi ra nhưng mà tâm cơ cô không nhỏ. Không ngờ muốn mượn cơ hội lấy ngọc giản trận pháp kia. Ngọc giản trận pháp kia mình là từ từ tích lũy ra. Người con gái này mở miệng ra là nói lấy. Cô cho mình là ai chứ? Ngọc giản luyện thể đưa cô là trả ơn cứu mạng. Vừa nãy dù cô cứu nhưng mà nguy hiểm cũng là do cô mang tới. Thế Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến ý tứ mình. Trần Mặc dù cũng không để ý nữa, cô chỉ đã thuận miệng nói. Cũng biết Diệp Mặc chắc chắn không đồng ý. Trên lúc trước công pháp luyện thể Diệp Mặc đưa quá nghịch thiên. Nếu ngọc giản trận pháp của Diệp Mặc nghịch thiên như vậy, cô nhanh chóng trở thành tiên trận sư. Tác dụng tiên trận sư trong lòng cô rất rõ. Lên muốn hỏi Diệp Mặc đòi ngọc giản trận pháp chỉ là nhất thời nóng lẩy lội lòng tham, cũng không nhìn Diệp Mặc nghĩ có tầm cờ muốn lợi dụng. Diệp Mặc cũng không chủ động tìm Trần Băng Du nói chuyện, Trần Băng Du cũng không có nói chuyện, lại càng không tìm Diệp Mặc nói chuyện. Không khí trầm mặc chưa nổi một kích lừa tuấn hương, một đường thần thức quét vào trong đầu, lập tức một đường độn quang nhanh chóng đến cửa động. Quả là tên Huyền Thiên trung kỳ. Trần Băng Du hơi sửa một chút trận pháp ở cửa động, gã là cảm nhận được hai người trong này, cảm nhận khí tức hùng hãn trên người tên Huyền Thiên trung kỳ. Diệp Mặc biết nếu không phải là dùng trận pháp, nếu hắn là sơ kỳ kim tiên, chắc hắn không phải đối thủ người này. Giá là kim tiên trung kỳ rồi, muốn thắng người này cần phải khổ chiến một phen, kết quả thế nào chỉ trời mới biết. Nhưng có trận pháp động phủ, Diệp Mặc tin chắc chỉ cần đối phương tiến vào, hắn có thể thông qua sự trợ giúp trận pháp dễ giết một cái Huyền Thiên trung kỳ. Thế Huyền Thiên trung kỳ sau khi đến động phủ cũng không tiến thẳng vào trong mà trực tiếp ném mấy cái trận kỳ phong tỏa xung quanh, sợ Trần Băng Du lần nữa thì triển bùa dịch chuyển tức thời. Sau khi phong tỏa không gian xong, gã đứng ở cửa động quan sát một hồi. Dù Diệp Mặc chỉ là kim tiên sơ kỳ, bị gã coi không ra gì nhưng người con gái đó có chút bản lãnh. Sau khi tiến vào động phủ, gã cần làm rõ trong này nguy hiểm hay không. Điều mà Trần Băng Du lo lắng lúc này không phải là tên Huyền Tiên sơ kỳ kia. Tôi bị Diệp Mặc cô tận mắt chứng kiến tuyệt đối rất mạnh, cộng thêm bây giờ vết thương hắn đã khôi phục, hơn nữa là đã là kim tiên trung kỳ, lại có sức giúp đỡ của trận pháp, và mình bên cạnh cô lại cả không sợ. Cô giật mình là Diệp Mặc khống chế tu vị của mình ở mức kim tiên sơ kỳ, không ngờ là không chút nhận ra. Nói cách khác, nếu hắn là một tên Huyền Tiên khống chế tu vị ở kim tiên sơ kỳ, cô nhìn cũng không ra. Lúc này cô có chút nghi ngờ Diệp Mặc có hay không là ẩn giấu tu vị. Hắn thực tế không phải kim tiên mà là Huyền Tiên tu sĩ. Nên Huyền Tiên sau khi xem xét tình hình xung quanh cũng không phát hiện bất thường, lúc này mới cười khẩy vào trong động. Pháp bảo hắc long của gã tiến vào trong động uốn lượn trên đỉnh đầu. Là này gã là sớm phóng pháp bảo hắc long, chính là sợ hãi hai người Diệp Mặc lần nữa chạy thoát. Chương 1585, liên thủ kháng địch. Tên Huyền Tiên sau khi xem xét tình hình xung quanh cũng không phát hiện bất thường, mới cười khẩy vào động. Đường pháp bảo hắc long kia sau khi tiến vào trong động liền uốn lượn trên đỉnh đầu, lại gã sớm phóng ra hắc long, chính là sợ hãi hai người chạy thoát. Một thanh âm ong ong truyền tới, âm thanh này từ pháp bảo hắc long trên đỉnh đầu tu sĩ Huyền Tiên đang xoay tròn phát ra.
Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên thấy pháp bảo này, hắn cũng không có kinh hãi. Đây chỉ là pháp bảo dùng để luyện chế thú hồn. Pháp bảo này là có một cái khí linh không trưởng thành được, nhưng so với pháp bảo không có khí linh bình thường cũng mạnh hơn. Pháp bảo hắc long của tu sĩ huyền tiên phát ra thanh âm có cảm giác uy hiếp, rõ ràng là khí hồn cũng không tầm thường. Giết! Tên huyền tiên này căn bản không thèm nhìn Diệp Mặc, chăm chăm nhìn Chân Băng Xu hét một tiếng. Hắc long đỉnh đầu lại lần nữa hóa thành tia sét màu đen phóng tới. Chỉ nháy mắt, hắc long hình thành một cái đại ma bàn phạm vi một trượng bao phủ Chân Băng Xu. Nếu không phải cái động quá nhỏ, đại ma bàn này tuyệt đối không phải chỉ phạm vi một trượng. Dường như cùng lúc đại ma bàn hắc long vây lấy Chân Băng Xu, thanh âm ung dung từ thân thể huyền tiên vang lên. Từng đường ánh sáng đen giống như là cái gai trên người nhím từ người gã bắn ra. Diệp Mặc kêu đau đớn, lúc trước cũng bị cái gai nhím này gây thương tích. Không đợi gai nhím bắn ra, trận kỳ hắn được rắc ra. Trong nháy mắt, trận pháp khép lại, tên huyền tiên cảm ứng được. Gã không có tình thông trận pháp nhưng bị người ta dùng trận pháp vây khốn gã lại, nhìn không ra. Lúc này gã rốt cuộc hiểu tại sao Chân Băng Dù chạy trốn muốn tìm tới kim tiên sơ kỳ nhỏ bé. Hóa ra là tiên trận sư, nhưng dù bị vây khốn gã cũng không để ý. Chỉ là kim tiên sơ kỳ, dù là tiên trận sư vậy đã sao. Gã lại thúc giục tia sáng màu đen, nhưng nhanh chóng cảm giác không ổn. Tia sáng màu đen không ngờ như rơi vào biển sâu, trong động phủ trước mặt phạm vi chỉ có mấy trượng lại biến mất tăm mất dạng. Đồng thời pháp bảo cự long màu đen cũng bị trận pháp ngăn lại, cũng không gây tổn thương đến nữ tu huyền tiên. Không chỉ như vậy, hắc long nhất thời chưa có cách nào để xông ra trận pháp. Tên huyền tiên lập tức hiểu Diệp Mặc chẳng những là một tiên trận sư, hơn nữa là tiên trận sư biết dùng trận pháp đối địch. Cần phải giết con kiến kim tiên này trước, nếu không bản thân mình bị trận pháp gây vây khốn cũng không làm gì được linh hồn. Tên huyền tiên này nghĩ tới đây, pháp bảo hắc long phát ra thanh âm ong ong hướng phía Diệp Mặc. Chú điều pháp bảo cự long màu đen mới đập vào khốn sát trận Diệp Mặc, tu sĩ huyền tiên cảm thấy một đường sát cơ cực lớn trước mặt, mà trước đó gã không ngờ là không cảm giác chút nào. Đường sát cơ này gã quen thuộc, lúc trước đấu với Chân Băng Dù không phải một hai lần, là đòn tấn công pháp bảo khác của người con gái kia. Lúc trước người con gái đó mỗi lần tấn công, gã cảm nhận được sớm, giờ sát cơ trước mặt gã mới nhận ra chắc là do trận pháp tạo thành. Cự long màu đen không kịp va đập vào pháp bảo Diệp Mặc, trực tiếp bị gã thu hồi, chặn trước đường. Thành địch của Chân Băng Dù phóng ra. Lúc này tên huyền tiên căn bản không quản Chân Băng Dù nữa, pháp bảo hắc long sau khi trận trong băng dù, gã là điên cuồng xông phía Diệp Mặc, đồng thời một lá bùa đập ra ngoài. Đối phó với kim tiên lại dùng đến phù lục, gã thật thấy mất mặt, nhưng lòng biết rõ nếu không giết tiền trận sư bố trí trận pháp, gã hôm nay đừng nói là thắng, dù giữ được tính mạng cũng khó. Tên kim tiên sơ kỳ nhỏ bé này gây uy hiếp với hắn còn là lớn hơn so với huyền tiên sơ kỳ. Phù lục trong trận pháp Diệp Mặc phát ra tiếng nổ cực lớn, không gian kích động tương đợt gợn sóng, không gian hỗn độn tinh vực dường như không có vững chắc như ngoài. Tên tu sĩ huyền tiên phát hiện ra phù lục của mình đã nổ, ngoại trừ khiến trận pháp đối phương lắc lư bất ổn không có hiệu quả, thân hình tên trận sư kim tiên sơ kỳ căn bản không có ở trong vùng nổ. Không đợi gã phóng ra pháp bảo lần nữa là một cái đường sáng quét tới. Không phải là người con gái kia ra tay, chắc hẳn là do kim tiên bố trí trận pháp. Tên huyền tiên sau khi hiểu đường sáng mờ nhạt là do Diệp Mặc tấn công, gã lần nữa phóng tiên khí hạ phẩm, đồng thời giơ tay hướng về đường sáng nhàn nhạt chộp đến. Diệp Mặc cười khẩy, chỉ là huyền tiên trung kỳ còn trong trận pháp mình cũng dám dùng tay trực tiếp bắt. Hắn là lấy mấy cái miếng trận kỳ từ đao bổ trúng tấm chắn của tên huyền tiên này, răng rắc một tiếng giòn vang vang. Tu sĩ huyền tiên hoàn toàn không ngờ tiên nguyên Diệp Mặc hùng hậu đến vậy, tấm chắn của gã trong tình trạng chưa có toàn lực phóng ra không ngờ trực tiếp bị đánh bay, thậm chí có được nứt nở mờ. Anh không phải kim tiên sơ kỳ, lời của gã mới nói xong, phụt một tiếng một đường máu phụt ra, tỳ đạo của Diệp Mặc là bổ trúng ngực tu sĩ. Sau khi biết Diệp Mặc không phải kim tiên sơ kỳ, tên huyền tiên này lòng vô cùng hoảng hốt. Lúc này gã bị trọng thương, không nghĩ ngợi quay người liền muốn bỏ chạy. Từ lúc Diệp Mặc liều một chiều cùng gã, gã liền cảm nhận tu vị tiên nguyên của Diệp Mặc tuyệt đối không kém huyền tiên sơ kỳ, thậm chí hơn một chút. Mà gã chẳng những bị vây khốn trận pháp còn phải đối diện hai huyền tiên, không tìm chết là cái gì? Tên huyền tiên vừa định quay người, vô số đường kiếm mắt thường không nhìn thấy cũng từ trận pháp bắn ra bao về gã. Tên huyền tiên đã không thèm chú ý trận pháp Diệp Mặc là trận pháp gì, càng là điên cuồng công kích phát cự long màu đen, muốn dựa vào cái này lao khỏi động phủ. Nhưng Diệp Mặc bố trí khốn sát trận, trong khoảng thời gian ngắn gã căn bản không xông ra được. Gã biết mình không nên vào trong động này, tiến vào trong trận pháp của đối phương. Nếu không phải trong trận pháp, gã chắc chắn là không sợ tiên trận sư này. Nhưng mà lòng đồng thời là vô cùng buồn bực. Pháp bảo hắc long bị trận pháp đối phương áp chế đến 1/10 uy lực cũng phóng không ra. Pháp bảo hắc long phát ra từng cái chậm thanh âm kinh khủng. Diệp Mặc biết rõ tên này muốn tự lộ pháp bảo của mình rồi xông ra ngoài. Loại pháp bảo có khí linh thú hồn này tự lộ rất kinh người. Lúc này Diệp Mặc sao có thể để cho pháp bảo đối phương tự lộ? Tiên nguyên và thần thức quán điên cuồng khởi động, từ đao bạo phát phóng ra màu tím nhạt đến đậm,
căn bản chưa đến nửa tích tắc đánh trên đỉnh đầu tu sĩ Huyền Tiên. Một cái tấm phù lục bạo liệt trong tay tên Huyền Tiên này còn chưa kịp phóng ra, bị một đao của Tử Đao chém thành hai khúc. Thấy Diệp Mặc dùng trận pháp liên hợp trong khoảng ngắn ngủi giết được tên Huyền Tiên trung kỳ, Trần Bằng Dù nháy mắt hiện tia kinh hãi. Cô biết Diệp Mặc là dùng trận pháp chắc chắn sẽ thắng, không ngờ Diệp Mặc thắng một cách gọn gàng nhanh lẹ tới vậy. Hơn nữa tên Huyền Tiên sau khi bị giết, nguyên thần dường như bị bóng đen nuốt mất. Bóng đen là thứ gì cô căn bản thấy không rõ. Bởi vậy có thể thấy Diệp Mặc còn đòn sát thủ khác chưa lấy ra. Trần Bằng Dù không nói nhiều, tự mình tới trước mặt tên Huyền Tiên thu Huyền Hỏa kiếm. Diệp Mặc sau khi thu hồi trận kỳ, đơn giản phá cấm chế nhẫn chữ vật của Huyền Tiên kia, nhưng tiên tinh trong đó khiến Diệp Mặc quá mức thất vọng. Diệp Mặc đếm qua một chút, nhiều lắm không hơn có 500.000 tiên tinh, một cái Huyền Tiên nghèo như vậy sao? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu chuyện, trong nhẫn chữ vật có 3 bình tiên đan tam phẩm, tiên đan tứ phẩm và nguyên liệu luyện khí không ít. Là một Huyền Tiên chắc chắn biết tác dụng tiên tinh cũng không phải tốt nhất trong tu luyện, chứ có thể đem tiên tinh đổi thành thứ hữu dụng mà có thể gia tăng tốc độ. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du nhìn mình, hắn nhanh chóng tìm Thải Vân Trướng của Trần Băng Du, một cái tiên khí hạ phẩm Thải Vân Trướng. Diệp Mặc thực sự không coi ra gì, hắn đem cầm Thải Vân Trướng ném cho Trần Băng Du, đổ cô trả lại. Thích Trần Băng Du thu đến Thải Vân Trướng, Diệp Mặc quay người định rời khỏi. Đợi một chút, tôi vừa nói có chuyện muốn hợp tác cùng anh, muốn hay không? Trần Băng Du bỗng gọi Diệp Mặc lại. Là chuyện gì? Diệp Mặc lạnh nhạt. Trần Băng Du không để ý Diệp Mặc, cũng không có hứng thú, tự mình nói. Tôi biết có một chỗ có hỗn độn thanh địch, nếu anh muốn thì. Diệp Mặc đột ngột quay người lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Băng Du. Hỗn độn thanh địch chính là thứ bộ xương khô kia nói dưới đầm lầy, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Giờ Trần Băng Du nói như vậy là ý gì? Đồng thời Diệp Mặc cũng chuẩn bị sẵn, lúc nào cũng có thể phóng từ đao. Nếu mà người con gái này dám khiến cho mình xuống dưới đầm lầy, hắn tuyệt không do dự giết chết cô. Xuống đầm nước đó chỉ là đường chết. Mấy con gái này bảo hắn xuống đầm nước là bảo hắn đi chết. Cảm nhận sát cơ, Trần Băng Du lùi hai bước. Nhưng mày không hiểu tại sao khi nói ra hỗn độn thanh địch, Diệp Mặc có sát cô với cô, cho nên cô chú ý tới. Nếu như Diệp Mặc dám động tay, cô không do dự tự bảo vệ mình. Lúc này Trần Băng Du đoán rằng chắc hẳn khi Diệp Mặc biết hỗn độn thanh địch muốn một mình luôn hết, không muốn hợp tác. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du không muốn nói chuyện với Diệp Mặc. Dù biết một mình căn bản không thể lấy được hỗn độn thanh địch, cô cũng không nói địa điểm. Diệp Mặc muốn một mình luôn hết, điều này khiến cô cực không thoải mái. Thôi, tôi không muốn hợp tác với anh, Trần Băng Du nói xong liền rời khỏi đây luôn. Diệp Mặc cực lại nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đoán nhầm? Nếu đoán nhầm vậy thì mất cơ hội tốt. Hỗn độn thanh địch cũng không phải đồ đơn giản, thứ này là thứ hắn cần. Cô nói hỗn độn thanh địch ở đâu? Diệp Mặc không kìm được hỏi một câu, dù là cái này liên quan tới việc hắn niết bàn, một luyện thể niết bàn hoàn mỹ mới thăng cấp đến tầng cao, không căn bản không ý nghĩa. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc hỏi vậy không đắn đo, thứ này đồng thời là một thứ rất quan trọng với cô.